Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Tương tác hiếm gặp ở cơn bão tăng cấp nhanh bậc nhất lịch sử. Các nhà dự báo bão cho hay, bão Helene dự kiến trải qua tương tác Fujiwara, hai cơn bão gần nhau và hút nhau với một áp thấp ở khu vực Trung Nam Mỹ. Bão Helene được dự báo là một trong những cơn bão hung hăng và tăng cấp nhanh bậc nhất trong lịch sử. Theo USA Today, việc Helene tăng cấp thần tốc từ một áp thấp nhiệt đới với khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới, lên thành bão cuồng phong cấp 3 trong ngày 24 tháng 9, là diễn biến nhanh chưa từng có với một hệ thống do Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo. Họ chưa bao giờ dự báo một cơn bão lớn trong vòng 60 giờ với một hệ thống áp thấp dưới mức bão nhiệt đới. Toàn bộ dự báo về cơ bản cũng nhanh hơn bất kỳ dự báo nào trong 36 tới 48 giờ với một áp thấp nhiệt đới. Sam Lilo, nhà khí tượng học, kỹ sư phần mềm của DTN Weather cho hay, dự báo bão Helene sẽ gây mưa lớn khi đổ bộ đất liền Mỹ do hiệu ứng Fujiwara. Đây là hiệu ứng mô tả hai cơn bão gần nhau hút nhau được xem là vũ điệu tinh tế nhất của khí tượng học. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ tại Shreveport, Louisiana thông tin rằng các mô hình dự báo bão cho thấy khi bão Helene di chuyển qua Florida vào khu vực đông nam nước Mỹ, bão sẽ trải qua tương tác Fujiwara với rãnh áp thấp phía trên Ozark. Về cơ bản, điều này có nghĩa là tàn dư của bão Helene sau khi đổ bộ Mỹ sẽ di chuyển gần rãnh áp thấp ở Ozark. Tàn dư của cơn bão sẽ lưu chuyển qua rãnh áp thấp trước khi bị rãnh áp thấp hấp thụ, tạo thành một rãnh khép kín lớn hơn, cơ quan thời tiết nêu rõ. Nhà khí tượng học James Brand của KATV lưu ý thêm, hiện tượng này cực kỳ hiếm xảy ra ở vĩ độ này. Bên cạnh đó, các nhà dự báo thời tiết cho rằng, tương tác Fujiwara giữa bão Helene và rãnh áp thấp ở Ozark sẽ tạo ra mưa lớn với khả năng gây ngập lụt ở một số khu vực của Trung, Nam Mỹ và Ohio trong vài ngày tới. Hiệu ứng Fujiwara xảy ra khi hai cơn bão di chuyển đủ gần nhau để tạo thành một vũ điệu dữ dội xung quanh một tâm điểm chung. Các chuyên gia cho hay hiệu ứng này xảy ra khi các cơn bão cách nhau khoảng 1.500 km. Hiện tượng bão đôi này do nhà khí tượng học người Nhật Bản Sakuhei Fujiwara xác nhận đầu tiên sau khi quan sát hai cơn bão tương tác ở Thái Bình Dương năm 2021. Hiệu ứng Fujiwara có thể khiến việc dự báo bão trở nên khó khăn hơn. Thông thường, trong dự báo thời tiết, dự báo địa điểm một cơn bão đổ bộ là điều khó. Tuy nhiên, tương tác Fujiwara có thể khiến quá trình này trở nên khó khăn hơn. Vấn đề là xác định vùng bão hoặc áp thấp thứ cấp sẽ mạnh lên đến mức nào. Nếu áp thấp mạnh hơn thì sẽ đẩy đường đi của bão Helene đến gần hơn với giải áp thấp hẹp Florida. Nếu áp thấp yếu hơn thì bão Helene có thể tạo ra nhiều tác động hơn dọc theo khu vực Big Bend của Florida. Các nhà dự báo bão sẽ thấy những chi tiết này rõ ràng hơn trong 24 đến 36 giờ tới. Theo dự báo của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, bão nhiệt đới Helene có thể gây ra lở đất và lũ lụt ở Cuba trước khi đạt cường độ bão lớn trong ngày 26 tháng 9 khi đổ bộ vào bang Florida, Mỹ, với mực nước biển dâng cao đe dọa tới tính mạng người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng. Bão nhiệt đới Helene được dự đoán sẽ mạnh lên nhanh chóng trên vùng biển ấm của vịnh Mexico để trở thành một cơn bão lớn với sức gió lên tới 185 km/h. Chính quyền Mỹ và bang Florida cảnh báo nguy cơ có gió mạnh, gây thiệt hại và nước biển dâng cao, tràn vào đất liền, dẫn tới ngập lụt ở các khu vực ven biển trũng thấp từ ngày 25 tháng 9. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các quận bang này. Người dân ở một số khu vực cũng đã nhận được lệnh sơ tán bắt buộc vào ngày 24 tháng 9 trước khi lũ lụt xảy ra ở khu vực ven biển. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jeremy Edwards, Tổng thống Joe Biden đã nắm được thông tin về cơn bão và đã liên lạc với chính quyền các địa phương chỉ đạo công tác ứng phó. Các nguồn lực và nhân sự của liên bang đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm máy phát điện, thực phẩm và nước, cùng với các đội tìm kiếm cứu nạn và phục hồi lưới điện. Trong khi đó, những trận mưa lớn cũng đã bắt đầu trút xuống miền Tây Cuba vào sáng 24 tháng 9, khiến các nhà chức trách phải đóng cửa trường học và cảng biển, yêu cầu ngư dân nhanh chóng quay vào bờ. Nhiều người nông dân đã tranh thủ bảo vệ hàng nghìn tấn thuốc lá, nguyên liệu thô được ưa chuộng để làm xì gà Cuba hảo hạng trước khi gió mạnh dự kiến ập đến. Cảnh báo về bão nhiệt đới có hiệu lực trên khắp 1/3 khu vực phía Tây của Cuba, trong khi thủ đô La Habana dự kiến sẽ có mưa lớn và gió nhẹ hơn. Các chuyên gia về khí hậu nhận định,
những cơn bão hàng năm ở vùng Caribe và vịnh Mexico diễn ra ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng từ tình trạng nóng lên toàn cầu. NHC và Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ thường khuyên cư dân trên đường đi của một cơn bão nên lập kế hoạch cho một cấp độ cao hơn dự báo, và hiện tại Helene được dự báo là bão cấp độ 3 khi đổ bộ, với sức gió 185 km/h. Một số mô hình khác thậm chí còn dự báo bão Helene đổ bộ với cường độ bão cấp 4 hoặc cấp 5. CNN đưa tin, hàng nghìn người buộc phải sơ tán ở Florida khi Helene dự kiến trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho hơn 20 triệu người từ Florida đến phía nam Appalachians, khu vực Big Bend phải đối mặt với đợt chiều cường nghiêm trọng nhất, có thể lên tới 4,5 mét. Helene xuất hiện khi khu vực Big Bend của Florida vẫn đang phục hồi sau một số cơn bão gần đây. Bão Betty đổ bộ vào khu vực này đầu tháng 8 với cường độ bão cấp 1 và các nỗ lực phục hồi vẫn đang được tiến hành. Tin mới nhất về bão số 9 Helene của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 9 giờ ET, tức 22 giờ cùng ngày giờ Việt Nam cho biết, cơn bão mới nhất cách Cozumel, Mexico khoảng 290 km về phía đông đông nam. Tâm bão Helene dự báo di chuyển qua vùng biển Tây Bắc Caribe trong đêm ngày 24 tháng 9, sau đó di chuyển qua phía đông vịnh Mexico vào 25 và 26 tháng 9 với khả năng đến vùng duyên hải vịnh Mexico của Florida vào cuối ngày 26 tháng 9. NHC nêu trong bản tin dự báo mới nhất về bão số 9. Các nhà dự báo thời tiết tại Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cũng nhận định cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương sẽ tăng cấp thêm. Trong đó, Helene dự kiến mạnh lên thành bão cuồng phong ngay trong ngày 25 tháng 9. Sau đó, bão số 9 Helene tiếp tục duy trì đà mạnh lên, có khả năng trở thành bão cuồng phong lớn trong ngày 26 tháng 9. Theo tin bão mới nhất của AP, hai hệ thống thời tiết lớn, trong đó có bão số 9 Helene đang gây mưa lớn, gió mạnh và nhiều hiện tượng thiên tai khác đến bờ Thái Bình Dương, phía nam của Mexico và khu vực ven biển Caribe của Mexico. Bão quái vật Helene dự báo vọt lên cấp 4 trong hôm nay, tốc độ gió ít nhất 210 km/h. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, bão Helene thần tốc mạnh lên thành bão cuồng phong vào ngày 25 tháng 9 và dự báo tiếp tục mạnh lên khi đi qua vùng nước nóng ấm kỷ lục của vịnh Mexico. Theo đó, bão số 9 Helene có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm qua. Tốc độ gió của bão Helene dự kiến đạt ít nhất 210 km/h vào chiều ngày 26 tháng 9. Các nhà dự báo bão tại NHC cũng không loại trừ khả năng Helene mạnh thêm trong những giờ tới trước khi đổ bộ. Tâm bão, nơi có gió nguy hiểm nhất, dự kiến đổ bộ vào vùng quanh Apalachicola, Florida, Mỹ trong tối ngày 26 tháng 9 với cường độ cấp 4 thảm khốc. Nhưng mắt bão đáng sợ chỉ là một phần trong ảnh hưởng của cơn bão mới nhất trong mùa bão Đại Tây Dương. Tin bão mới nhất của CNN lưu ý. Bão Helene dự báo mạnh lên, chuyển mình thành cơn bão quái vật khổng lồ, lan rộng khi di chuyển về phía Bắc. Cơn bão không chỉ tấn công Florida mà còn cả phần lớn vùng Đông Nam nước Mỹ. Hàng nghìn cư dân Florida buộc phải sơ tán và gần như toàn bộ tiểu bang trong tình trạng báo động vì bão Helene đe dọa gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt đe dọa tính mạng. Bão Helene đã gây ra những ảnh hưởng đầu tiên vào một số khu vực của bán đảo Yucatán, Mexico và Cuba vào ngày 25 tháng 9. Mưa lớn nhấn chìm nhiều ô tô ở tiểu bang Quintana Roo, Mexico. Gió mạnh do bão Helene gây mất điện với hơn 50.000 người ở tỉnh Pina del Rio, phía tây Cuba. Các khu vực trong đường đi dự báo của bão Helene có thể chịu ảnh hưởng tồi tệ hơn. Helene dự kiến là cơn bão thứ tư đổ bộ vào Mỹ trong năm nay và là cơn bão thứ năm tấn công Florida từ năm 2022. Nhưng cơn bão mới nhất Helene sẽ khác với bão Idalia và những cơn bão khác tấn công tiểu bang này. Helene được dự báo trở thành một trong những cơn bão lớn nhất ở vịnh Mexico trong thế kỷ qua, theo chuyên gia về bão Michael Laurie. Trường gió của cơn bão số 9 Helene có thể đủ lớn để trải dài từ Washington DC đến Indianapolis. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều đợt sóng lớn hơn và có tác động lan rộng hơn, ngay cả khi tâm bão cách xa bờ biển. Bão Helene sẽ không giống bất kỳ cơn bão nào mà chúng ta từng trải qua cho đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Taylor, Florida cảnh báo. Quy mô quái vật của bão Helene cũng làm tăng nguy cơ xảy ra sóng lớn, đe dọa tính mạng khi bão đổ bộ vào đất liền Mỹ tối ngày 26 tháng 9.
Các cảnh báo nhiệt đới trải dài hàng trăm km từ Nam Florida đến Tennessee và phía Nam Nam California do quy mô của bão Helene. Thống đốc Nam California đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 25 tháng 9. Florida, Georgia và Bắc California cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang do cơn bão mới nhất. Các nhà dự báo bão Mỹ lưu ý, bão thường hạ cấp nhanh khi di chuyển sâu vào đất liền do mất nguồn nước biển nóng tiếp nhiên liệu, nhưng dự kiến Helene vẫn nguyên cường độ khi ở sâu trong đất liền vì cơn bão vừa mạnh khi đổ bộ vừa di chuyển nhanh. Theo FlightAware, do ảnh hưởng của bão Helene, hơn 600 chuyến bay đã bị hủy ngày 26 tháng 9. Một phần lớn chuyến bay đã bị hủy khởi hành từ sân bay quốc tế Tampa. Các chuyến bay khởi hành từ Fort Myers, Clearwater, Sarasota và Tallahassee cũng bị ảnh hưởng nặng nề.